Mới đây, cơ quan giáo dục New Zealand đã có buổi công bố học bổng New Zealand School Scholarship, học bổng chính phủ đầu tiên của New Zealand dành cho bậc trung học, và Việt Nam hiện là nước duy nhất nhận được học bổng này. Chương trình được hỗ trợ bởi 36 trường trung học tại New Zealand nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand, với mức học bổng lần lượt là 100%, 50% và 30% học phí năm học đầu tiên. Bên cạnh lễ công bố học bổng New Zealand School Scholarship, hôm nay New Zealand cũng tiến hành lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy xây dựng hợp tác giáo dục giữa New Zealand và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông John Larson, giám đốc khu vực châu Á, cơ quan giáo dục của New Zealand phát biểu: "Chúng tôi tự hào có hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới về chuẩn bị học sinh, sinh viên cho tương lai. Phụ huynh Việt Nam có thể tin tưởng rằng con em mình sẽ trở thành những học viên xuất sắc và những nhà lãnh đạo tài năng qua quá trình trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới của New Zealand. Trong số 36 học bổng, có 11 học bổng Hitohu Ahero, học bổng hoài bão với mức hỗ trợ 30% học phí năm đầu, và 25 học bổng Hitohu Hiranga, học bổng xuất sắc với mức hỗ trợ 50% học phí năm đầu. Đặc biệt, một học sinh xuất sắc trong số 25 học sinh nhận học bổng Hitohu Hiranga sẽ nhận được hỗ trợ 100% học phí trong năm đầu. Chương trình học bổng sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 3 năm 2019.